Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Em thưa xin phép được giới thiệu giao lưu với mọi người một miếng cà te cà đông ba hay còn gọi là gõ đỏ này, sụn xương cá các bác nhé. Đây là em nói chung hàng này là để lâu rồi. Em có trà chiếc ất giáp ra cho mọi người xem đàng hoàng. Cái này nếu mà tẩy lên là vip xương cá luôn các bác nhé. Đấy, hàng từ Đông Đặc. Nó như thế này các bác này. Đấy, mặt sau đây. Mặt sau đây, phần đây là cũng xương cá này các bác này. Đấy, cũng xương cá này, nó ăn sang bên kia. Đây này nó còn một chút siêu rác thôi nhá, một tí rác góc cạnh. Ok, em đi vào kích thước liền luôn cho các bác xem nhé. Kích thước chiều dài là được 50 này. Mặt 41 này. Gáy 13. Đấy, gáy 13 nhưng mà không được đều đâu các bác nhá. Em lấy 12 thôi. Đấy, lấy 12 thôi. Xương cá này các bác nhá. Đấy. 40, nói chung là lấy 40 đẹp, 50 các bác nhá. Dài 12. Sụn xương cá này. Này mà tẩy lên là vip luôn đấy. Nhức con bà nách. Rồi ok, chị bạn nào mà thiện chí thì liên hệ cho em thương số điện thoại là 0338918991 nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em. Xẻ mặt được các bác nhá. Tiện đều ok. Hãy cho các bác xem cái đầu kia nhá, đầu dưới này. Úi xương cá đẹp. Đây, mặt dưới đây các bác này. Cứ yên tâm là hàng nét. Không tim. Đấy. Quá đẹp, xương cá này mà lên là quá đẹp luôn các bác nhá.